Hello con. Chào Okay, can you turn on your camera? Okay, good. How are you today? cô. You're good. Do you go to school today? Đâu, ai chơi? Okay. How is the weather today? Sunny. It's sunny. Okay. Before we start our lesson today, I will have some question for you. How many members are there in your family? Member. Four members or four people, right? Okay. Can you name and list that people person for me? Nào, con có thể kể tên cho cô những cái người đó. À, kể cho cô nghe xem đó là những ai nào. My dad, my mom, my younger, and me. Okay, good. Okay, so today we'll learn about the topic of family. Hôm nay mình sẽ học về chủ đề family nhé và những cái người ở trong gia đình, được chưa nào? Vậy thì bây giờ trước khi mình bắt đầu với bài học của mình thì cô sẽ cho con xem một cái đoạn clip ngắn về cái cách mà mình sẽ gọi tên các thành viên trong gia đình như thế nào. Và những cái thành viên trong gia đình ở đây không chỉ là những cái thành viên của gia đình nhỏ của mình, chỉ có bố mẹ và anh chị em ruột của mình, mà sẽ gồm những cái gia đình lớn hơn nữa, được chưa nào? Là gồm có các cô chú rồi các anh em họ, và mình sẽ xem là mình sẽ gọi những cái từ đó như thế nào nhá. English. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Thing. Family. Hello. Let me introduce my family. It's me. He is my father. She is my mother. Father, father, mother, mother. They are my parents. Parents, parents. He is my brother. She is my sister. Brother, brother, sister, sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather, grandfather, grandmother, grandmother. They are my grandparents. Grandparents, grandparents. He is my uncle. Oh, he is my uncle too. Uncle, uncle. She is my aunt. Aunt, aunt. She is my cousin. Cousin, cousin. My family. They are my family members. I love them. Review. Grandfather. Mình sẽ có grandfather là ông. Grandmother. Grandmother là bà này. Grandparents. Và grandparents sẽ là một từ chỉ chung về ông bà nói chung, ok? Grandparents. Father. Father thì mình biết rồi. Mother. Parents. Parents. Uncle. 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 Aunt. Aunt. Brother. Brother. Me. Me. Sister. Sister. Cousin. My family.
mình sẽ có uncle ở đây, vừa là bác này, vừa là chú, được chưa? Còn từ aunt, cái từ aunt này ở đây thì mình sẽ vừa là cô này, dì, thím, mợ. Nói chung là cái từ aunt này vừa có thể chỉ được những cái người ruột thịt với con, ví dụ như là cô ruột của con hoặc là dì ruột của con, vừa có thể được chỉ những cái như kiểu là vợ của các chú hoặc các bác, thì mình sẽ dùng từ aunt này luôn nhá, được chưa? Còn cousin ở đây là con của cô và chú ruột của mình thì sẽ là anh em họ của mình. Ok chưa nào? Đó, uncle này, aunt và cousin là những cái từ mà mới hơn một chút, thì mình sẽ để ý cái phần đó. Tất nhiên là đây chỉ là phần tìm hiểu đầu tiên của bài thôi. Thì bây giờ mình mới vào cái bài chính của mình, thì mình sẽ được học thêm về những cái từ mới nữa, nên là không phải lo lắng gì nhá. Okay, so now we move to our lesson today. Unit 9, me and my family. Okay, we have some vocabularies here. The first word is mother. 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 Mother là gì con nhỉ? Là mẹ. Mẹ, đúng rồi. Tiếp theo, family. Family. Family là gì đấy? Là gia đình ạ. Là gia đình, tốt. Tiếp theo, father. Father. Là? Bố ạ. Bố, đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ có từ brother nào. Là anh trai hoặc là em trai ạ. Anh trai hoặc là em trai, tốt. Tiếp theo mình có từ cousin nào. Cousin là con của cô thì mình sẽ gọi... Thì từ này mình sẽ gọi là gì đây? Anh em họ nhá. Nhớ cho cô từ này, không thì ghi vào vở cho cô cũng được. Cousin sẽ là anh em họ. Nào ghi xong từ đó thì bảo cô nhá. Vâng ạ. Con được, con viết xong rồi. Rồi, ok, nhớ cho cô từ cousin này sẽ là anh em họ. Nào đọc lại với cô nào. Cousin. Cousin. Good. Sister. Sister. Là gì nhỉ? Là chị gái hoặc là em gái ạ. Tốt, sister. Tiếp theo, grandfather. Grandfather. Là gì? Là ông ạ. Ông, đúng rồi. Parent nào. Parent là bố mẹ. Parent là bố mẹ, giỏi. Grandmother là gì nhỉ? Là bà. Bà, tốt. Daughter nào? Daughter là gì nhỉ? Con không biết. Mình sẽ có từ daughter này là con gái, tức là con sẽ là con gái của mẹ con, vậy thì mẹ con sẽ gọi con là daughter, được chưa nào? Từ daughter này là con gái. Nào đọc theo cô nào. Daughter. Daughter. Đúng rồi, daughter này là con gái này. Mình ghi từ này vào cho cô đi. Daughter. Vâng. Daughter. Đấy, daughter. Daughter. Rồi ạ. Rồi, tốt, daughter. Tiếp theo, children nào. Children là lũ trẻ. Children sẽ là trẻ con, được chưa nào? Đó, trẻ con thì mình sẽ gọi là children. Good. Mình sẽ có từ son nào. Từ son, nếu mình có daughter là con gái, thì son sẽ là con gì? Con trai ạ. Okay,
Từ này con chưa biết thì con ghi luôn vào vở cho cô nhá. Ghi vào vở cho Vâng cô. ạ. Ừ. Son là con trai. Rồi ạ. Son, con trai, đọc lại với cô nào. Son. Son. Đúng rồi. Tiếp theo, grandson. Grandson. Grandson là gì nhỉ? Thử đoán cho cô xem nào. Từ này hơi lạ đúng không? Vâng. Grandson này sẽ là cháu trai. Cháu trai tức là gì đây? Khi mà ông bà của mình ấy gọi em trai của con ấy thì ông bà sẽ gọi là grandson. This is my grandson. Như là ông bà sẽ giới thiệu một người khác là this is my grandson, tức là đây là cháu trai của tôi. Được chưa? Rồi. Grandson là cháu trai. Đó, ghi từ đấy vào cho cô. Grandson là cháu trai. Rồi. Ví dụ như đây sẽ là cách mà ông bà gọi mình. Đó, hoặc ông bà giới thiệu mình với một người khác thì ông bà giới thiệu là this is my grandson. Đây là cháu trai của tôi. This is my ạ. This is my grandson. Ok, tiếp theo nào. Mình có grandparent. Là ông bà. Ông bà tốt, grandparent. Tiếp theo có granddaughter nào. Granddaughter là gì con biết không? Là cháu gái. Cháu gái, đúng rồi. Granddaughter, cháu gái. Con cũng ghi từ này vào cho cô nhá. Rồi ạ. Granddaughter, cháu gái, ok. Tiếp theo mình có từ aunt. Vừa nãy cô bảo từ aunt này có nghĩa là gì nhỉ? Là cô gì Đúng chị rồi. á. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có từ aunt này sẽ là các cô này, các dì này, thím này, bác gái này, mình sẽ đều gọi là aunt nhá. Tiếp theo mình có từ uncle nào. Bác chú ạ. Đúng rồi, các bác, các chú trai. Ok, giỏi. Ok, so now we have some adjective here. Mình sẽ có một vài những cái tính từ chỉ về đặc điểm của một con người nhá. Thì đầu tiên mình sẽ có từ là từ naughty. Đó, naughty. Ở đây, từ naughty này. Naughty. Đấy, naughty, nó đọc theo cô nào. Naughty. Naughty. Ừ. Từ naughty này sẽ là behaving badly, not willing to obey. Tức là gì đây? Naughty này sẽ là có nghĩa là nghịch ngợm. Đó, hiểu không? Vâng. Nó là nghịch ngợm. Đó, không nghe lời. Đó thì mình sẽ gọi là naughty. Thì bây giờ con ghi từ mới này vào cho cô nhá. Ghi vào vở cho cô. Từ naughty này là nghịch ngợm.
Rồi ạ. Là nghịch ngợm này. Behaving badly, not willing to obey. Tiếp theo mình có từ loud. Cái từ loud này ở đây thì dễ thôi, cái có nghĩa là ầm ĩ. Đó, inh ỏi ầm ĩ. Making a lot of noise, tức là tạo ra rất nhiều tiếng động, thì mình sẽ có từ loud này là ầm ĩ. Thì con cũng ghi vào vở cho cô nhá. Vâng ạ. Tiếp theo mình sẽ có từ quiet. Từ quiet này ở đây thì mình sẽ có nghĩa là making very little noise, tức là im lặng. Quiet là im lặng. Đó, tức là những cái người mà quiet này như kiểu là im lặng và yên tĩnh. Đó, một cái không gian rất là im lặng và yên tĩnh. Quiet. Im lặng. Rồi ạ. Rồi, tiếp theo mình có từ clever. Từ clever này thì sẽ bằng với từ clever này thì sẽ bằng với từ smart. Con biết từ smart không? Con không. Đây, từ clever này sẽ bằng với từ smart là thông minh. Được chưa nào? Clever sẽ bằng với smart là thông minh. Quick at learning and understanding things, tức là rất nhanh nhẹn trong việc học hoặc là hiểu một vấn đề gì đó. Thì mình sẽ có từ clever bằng với từ smart, bằng với từ intelligent là thông minh. Đó, ghi vào vở cho cô. Clever là thông minh, bằng nghĩa với từ smart là intelligent. Rồi ạ. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ có cái từ silly. Silly là gì nhỉ? Silly sẽ là chỉ những cái sự như kiểu là khá là ngớ ngẩn này, hoặc là thực ra trong tiếng Anh thì một từ nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà ở cái nghĩa silly này thì có thể có cái nghĩa là ngớ ngẩn hoặc là giản dị, ngây thơ. Đó, nói chung là con cứ ghi cho cô cái từ silly này sẽ là ngớ ngẩn đi. Showing a lack of thought and understanding. Đó, là diễn phơi bày phô ra cái sự gọi là gì đấy, thiếu suy nghĩ hoặc là hiểu biết, thì mình sẽ là ngớ ngẩn nhá. Silly là ngớ ngẩn. Ok. Con ghi chưa? Con ghi xong chưa? Rồi ạ. Ừ, được rồi. Ok, để cô xóa cái từ smart đi, để cô sang phần tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ có từ who are they? Listen to the teacher and draw lines. Cái phần này để cô xem nào. Này, cô lại đợi cô một tí nhá. Vâng ạ. Ok, nào. Listen to me and draw lines. Bây giờ con sẽ lắng nghe cô đọc và mình sẽ nối những cái người với cái nối người với những cái tên ở dưới nhá. Nhưng mà lối như thế nào ạ? Lối như thế nào á? Đây, ví dụ như này này. Ý là có những cái tên xuất hiện ở đây đúng không? Thì con sẽ đoán xem đó là ai. Tại vì bây giờ cô sẽ đọc mà. Bây giờ con sẽ lắng nghe cô nói như kiểu là lắng nghe một bài nói. Con hiểu không? Là một bài nghe ấy. Thì cô sẽ nói để con nối được những cái Hugo này, Joey này, Jane, Sue, Ben, hoặc là Sam, Julia, Matt, Alice này này, với những cái người đang ở đây. Được chưa nào?
Chứ con sẽ nối những cái tên mà chưa có người hình người ấy, và những cái người đang xuất hiện ở trên thì có sẽ có những cái quần áo hoặc là gì đó của người ta để mình biết. Vâng ạ. Okay, so let's start our lesson. Everyone is smiling in this picture, but the grandmother is a happy person because it's her birthday today. Her name is Joey. Đó. Đầu tiên nhá, nghe bạn Joey này. Bà Joey này. She is standing in front of her cat. Can you see her? She is wearing her favorite pink dress today. Okay, tiếp này. Grandpa got a present for grandma in that box. Grandpa names it Hugo. He is the oldest person in the family. Look, his beard and mustard are white now. The woman who is wearing a green jacket is called Julia. Can you see her too? She got a gray trousers and she's holding a plant. It's another birthday present. This grandmother has only got one daughter. Her name is Alice. She made the birthday cake this morning. She's holding it now. It looks great. Alice is holding birthday cake. Alice is holding birthday cake. And the man with the camera is the grandmother's son. His name is Sam. He's like taking photo. He's wearing a blue and white t-shirt this afternoon. The man, and can you see Matt? He's Jane and Chu's father. He's very strong. He's carrying a big bag. What inside it? I think it's another present. Okay, now bây giờ mình cùng check nào. Joey is grandmother. Hugo is grandfather. Sam and Julia is the woman who is wearing a green jacket. And Alice is the woman who is holding a birthday cake. Sam is the man who is holding a camera. And Matt is the man who is holding a big bag. Đúng rồi, tốt. Okay. We'll move to exercise B. Read about Jane. Write the family words on the lies. Bây giờ nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái bài này. Bài này là được viết về gia đình của Jane, là coi như là thông qua lời kể của Jane ấy. Thì thật ra bài này nhìn thế thôi nhưng mà nó không hề khó. Tức là người ta sẽ bảo là mình sẽ phải điền những cái từ gì đây? Cái từ chỉ về các cái thành viên trong gia đình vào trong cái ô trống ở đây, được chưa nào? Ví dụ như cái câu ở đây mình có là our parents are great. Dad's name is Matt, tức là bố của tôi tên là Matt, tại vì đây là lời kể của Jane mà, con hiểu không? Theo lời kể của Jane thì mình sẽ điền ở những cái ở đằng sau, ở những cái từ cần được điền ấy, ở những cái câu cần được điền ấy thì mình sẽ có tên của những cái người đấy xuất hiện ở đằng sau, thì con sẽ để ý một chút để xem mình nên điền cái tên gọi thành viên trong gia đình phù hợp vào đó là gì, tại vì đây sẽ là thông qua lời kể của bạn Jane, con hiểu không? Hiểu ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ thử làm cho cô nhá. Đó, và một lát nữa cô sẽ chữa cho con. Vâng ạ.
Năm đó con làm xong rồi nhưng con không làm được câu 2 và câu 3. Ok, vậy bây giờ mình sẽ chữa từng câu một. Thế câu 4 là gì? Câu 4 là uncle. Uncle, câu 5? Câu 5 là con là con muốn cách đọc của cái từ này. Grandson hả? Grandson. Câu 6 nào. Grandparent. Câu 7. À, câu 6 hết rồi đúng không? Được rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ chữa nhá. Vâng ạ. Ok, so now let's check our answers. Number 2. Our mom's is called Alice. Our mom's is called Alice. Đúng rồi, tại vì đây là đang theo lời kể của Jane, con hiểu không? Vậy thì nếu mà xuất hiện tên Alice ở kia thì mình phải nhìn thấy đó là gì đây? Alice chính là mẹ của Jane mà, con đúng không? Đúng không, con? Alice chính là mẹ của Jane. Đó. Cái sơ đồ này đây có nghĩa là gì đây? Ông Hugo và bà Joey này sẽ đẻ ra hai người con. Đó, đẻ ra hai người con. Là một bên là có thể là Matt hoặc là Alice, một bên là Sam hoặc là Julia. Và Jane và Sue này sẽ là con của Matt và Alice. Còn Ben và Peter này thì sẽ là con của Sam và Julia. Con hiểu không? Hiểu ạ. Ừ, đúng rồi. Julia Rice này này. Julia Rice này thì chính là con của ông mày nói. Đó, vậy thì theo lời kể của Jane thì ở đây mình sẽ phải là our mom's called Alice. And we got a really pretty two cousin. They are both boy and we got a really pretty aunt. À đây, và chúng tôi cũng có một người cô rất xinh đẹp, đúng không? Cô ấy tên là Julia đây này, she is called Julia. And our son's name is Sam. Now our uncle's name is Sam. Và chú của tôi thì tên là Sam. Bởi vì nhá, những cái tên này sẽ được xuất hiện ngay đằng sau những cái từ mình cần điền. Vậy nên mình chỉ cần xem là cái người đó đối với Jane là có mối quan hệ như thế nào thì mình sẽ điền được vào đây. Ví dụ như là ở đây mình có nhắc đến Julia thì Julia chính là cô của Sam, đúng không? À, cô của Jane đúng không? Thì mình sẽ điền là on Sam thì giờ chú của bạn đến đây mình sẽ điền là uncle vào đây. He's very tall. We've got two. Chúng tôi có hai cousin. Chúng tôi có hai người anh em họ. Và họ đều là con trai. They're both boy and their names are Ben and Peter. Và sau đó thì mình nhắc đến Ben và Peter. Vậy nên đằng trước mình sẽ điền là cousin, là anh em họ. And our grandparent names are Hugo and Joey. Đó. Đúng chấm này kia. Đó, con nhìn lại một lần nữa đi rồi cô sẽ đọc lại bài này từ đầu đến cuối bằng tiếng Anh và sẽ dịch lại một lần nữa. Đó, tức là bài này là sao đây? Bài này sẽ có cái chỗ trống xuất hiện thì có sẽ có những tên của một số người xuất hiện ngay sau cái chỗ trống đó thì mình sẽ điền vào đây tên cái người đó. À, cái mối quan hệ của người đó đối với bạn Jane này là gì thì mình sẽ điền được. Vâng ạ. Ok. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa và dịch cho con nghe nhá. Vâng ạ. My sister Shoes and I love everyone in our family. Our parents are great. Dad's name is Matt. Our mom's called Alice. We've got
a really pretty aunt too. She's called Julia, and our uncle name is Sam. He's very tall. We got two cousins. They're both boys, and their names are Ben and Peter. Our grandparents' names are Hugo and Joey. We like going to see them a lot. They are happy because they've got two granddaughters and two grandsons now. Ben, Peter, Shu, and me. Bây giờ con sẽ dịch và sau đó con sẽ đọc lại bài này bằng tiếng Anh cho cô một lần để mình luyện đọc một chút nhá. Vâng ạ. Chị gái của tôi, Shu và tôi thì rất là yêu tất cả mọi người trong gia đình tôi. Bố mẹ chúng tôi thì rất là tuyệt vời. Bố tôi tên là Matt và mẹ tôi tên là Alice. Chúng tôi có một người cô rất là xinh đẹp. Cô ấy tên là Julia và chú của tôi tên là Sam. Chú ấy rất là cao lớn. Chúng tôi có hai người anh em họ. Cả hai người ấy đều là con trai và tên của hai anh ý là Ben và Peter. Ông bà chúng tôi thì có tên là Hugo and Joey. Họ rất là chúng tôi rất là thích được gì đấy. Nhìn thấy họ đúng không? Họ rất là vui vẻ và bởi vì họ có tới hai cháu trai và hai cháu gái. Và tên của những người đó lần lượt là Ben này, Peter, Sue và tôi. Đó, ok, bây giờ con sẽ đọc bài này cho cô một tiếng Anh để mình luyện đọc và cô sẽ sửa một số những cái lỗi phát âm cho con nếu có nhá. Vâng ạ. My sister Sue and I love everyone in your family. Our parents are great. Dad name is Matt. Our mom is tôi không biết đọc từ này. Cold là gọi đấy. Mẹ của tôi được gọi là Alex. We got a really Pretty, không sao, không biết đọc thì cứ bảo cô, mình sẽ cùng đọc với nhau. Pretty là xinh đẹp, pretty. Really pretty aunt. Really too. Pretty aunt too. She called Julia, and our uncle name is Sam. He very tall. We got two cousins. They are both boys, and their names are Ben and Peter. Our grandparents' name is Hugo and Hugo and Joey. We like going to see them a lot. They are happy because they have got two granddaughter and two grandson now. Ben, grandson, Peter, Sue, and me. Ben, Peter, Sue, and me. Rồi, ok, good. Tốt. Không sao, những cái từ đấy không biết đọc thì mình mới phải học chứ, đúng không? Nếu mà con biết đọc rồi thì không còn phải học nữa. Đó, nên là nếu mà không hiểu từ nào thì sao đây? Thì phải hỏi cô, đúng không? Để mình cùng học với nhau. Nhá. Đó, thế nên là cô mới bảo là mình phải đọc bài này lên. Để nếu mà có cái từ nào không biết thì cô sẽ giúp. Được chưa con? Được ạ. Ok, được rồi. Thế thì bây giờ rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Answer the question about the people in your family. Ok, who is the oldest person in your
family? Ai là người lớn tuổi nhất trong nhà con? Who is the oldest person in your family? Grandfather. Your grandfather. Okay, good. And the next one. Who is the youngest? Ai là người trẻ tuổi nhất con? Little brother. Your little brother, right? Yes. Okay. Who is the loudest? Tức là ai là người hay ồn ào nhất nào? Who is the loudest person? Is little brother. Okay. Who is the quietest? Ai là người im lặng nhất nào? Ai là người trầm tính nhất trong nhà con nào? Who is the quietest? It's grandmother. It's your grandmother. Okay. Who is the cleverest? Ai là người thông minh nhất nào? Who is the cleverest? Cousin. It's your cousin. Okay. It's your cousin is the cleverest person in your family. Yes. Who is the busiest? Ai là người bận rộn nhất nào? Who is the busiest? Ai là người bận rộn nhất nhà con? Who is the busiest? Mom and your dad. My mom chứ đúng không? My mom and my dad. Okay. Your mom and your dad. Okay, good. Tiếp theo, who is the prettiest? Ai là người xinh đẹp nhất nhà nào? Who is the prettiest? My cousin. Okay. Who is the naughtiest? Ai là người hư nhất nào? Who is the naughtiest? Không ai hư hả? Nếu không ai hư thì thôi. Nếu mà tất cả mọi người đều ngoan thì thôi. Thì mình sẽ bỏ câu hỏi này nhá. Okay. Okay, được rồi. Mình có một cái tips ở đây là in reading and writing part 5, you need to know family words. It's important that you recognize family synonym like dad, father, mother and father is parent. The last formal word, dad, mom, grandpa, grandma are often used as a name in story. Người ta bảo là gì đây? Ở trong phần reading và writing part 5 thì mình sẽ cần phải biết rất nhiều từ về gia đình. Và rất là quan trọng trong việc là mình phải nhận ra rằng có một số những cái từ về gia đình đồng nghĩa. Ví dụ như là từ dad và từ father là đồng nghĩa với nhau, đều chỉ bố này. Từ mother and father là chỉ bố mẹ thì mình sẽ có một cách gọi khác là parent. Và những cái từ kém ít trang trọng như là dad này, mom này, grandpa và grandma thì được dùng rất là thường xuyên ở trong phần gọi tên, ở trong những cái câu chuyện mà xuất hiện trong cái bài luyện tập của mình. Đó. Okay, so now read the story. Write 1, 2, 3, or 4 words to complete the sentences about the story. Examples. Ben and Peter home is in the town center. Ben is 12 years old. Tức là bây giờ mình sẽ đọc cái đoạn văn ở trên. Đó, và sau đó mình sẽ điền những cái từ liên quan. Rồi sau đó cái câu, những cái câu này nó sẽ liên quan đến những cái câu ở trên, và mình sẽ tìm được những cái đáp án ở trên và mình sẽ ghép được vào đây cho cô. Đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ có một cái bàn là hello, my name is Ben. I live in the town center with my parents and my brother Peter. Peter is younger than me. He's 5 and I'm 12. Last Saturday, Dad took us to our grandparents' farm in his car. Grandma and Grandpa live on a farm that's near the sea. We love going there.
Đây là một bài đọc và bây giờ mình sẽ phải điền những cái đáp án đang còn thiếu ở câu 1 và câu 2 này bằng cách là mình sẽ tìm được nó ở trên cái bài đọc kia. Ví dụ như ở cái phần ví dụ mình có là Ben and Peter home is in the town center, là nhà của Ben và Peter thì ở thị trấn, ở trung tâm thị trấn. Và Ben thì 12 tuổi. Tất cả những cái ngữ liệu này sẽ đều có ở trên bài đọc và con sẽ thử tìm cho cô đáp án của câu 1, câu 2 nhé. Con làm được câu 1 rồi nhưng con Ừ, được rồi, thì câu 1 con có đáp án là gì đã, xong câu 2 con sẽ giúp con. car. His car. À không, câu 1 này nhá, câu 1 này con sẽ dịch cho con là The children went to their grandparents' farm by the sea last Saturday, tức là ở đây mình phải điền một mốc thời gian. Bọn trẻ thì đến trang trại của ông bà vào vào chủ nhật tuần trước, được chưa nào? Ben and his brother and father traveled by his car. Đây mới là mình phải là mới là by car này, thì bài này khá là khó, thì bài này cứ để lại đây và buổi sau cô sẽ nhắc cô và cô sẽ chữa cho Minh Châu cái bài này nhá. Ạ. Vì bài này khá là có thì cô sẽ chữa cho một lần kỹ để mình sau này mình làm bài kiểm tra mình sẽ ok hơn, được chưa nào? Rồi ạ. Ok, so it's the end of our lesson today. Nhá, buổi hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. So goodbye, see Goodbye, teacher. See you again. you soon. Ok, goodbye con. Các trẻ cô.